À đây, Ngân quên nữa cả nhà ơi. Khoe với cả nhà. Đây, Ngân quên nữa. Ngân khoe với cả nhà là bà ngoại trồng được cây bông điên điển. Nó tổ bông đẹp dữ lắm. Nhưng mà hái ăn uổng lắm mẹ. Để cho đẹp. Đây. Ôi dạ. Ôi dạ. Đây. Bông điên điển này cả nhà ơi. Tuyệt vời chưa? Đẹp chưa? Lặt luôn. Giờ ẻm có đẹp cỡ nào thì chị cũng lặt ẻm luôn ẻm ơi. Đây. Ôi, nó gió nó phất phơ mà ánh nắng bầu trời trong xanh nó đẹp chói chang luôn cả nhà. Nhìn cái bông nó rực rỡ lắm. Nè. Tự nhiên cái ở vùng nước nổi ở Đồng Tháp rồi người ta mới có bông điên điển mà ở đây Vĩnh Long có nữa ha. Thời nào giờ con thấy ngộ đời à, lạ đời à, con không biết à. Quê mình nào giờ có đâu ta. Ở Vĩnh Long có chỗ mọi người có không? Chứ chỗ Ngân hồi đó giờ Ngân ít thấy. Không thấy luôn, nhìn như là thấy cái cây này lần đầu tiên nè. Thấy ở nhà Ngân có nè. Còn mấy chỗ khác thì Ngân không biết. Đây từ nhỏ tới giờ Ngân không thấy cái chỗ Ngân trồng cái cây này. Rồi thôi hái cả nhà ơi. Hái vô nấu canh chua. Nên nó nấu lộn dưới đó được mà kỳ không? ăn vô có bị lè lưỡi không? Con còn yêu đời nữa nha, con còn ăn Tết nữa nha. Ở bà ngoại hái này cả nhà. Ờ. Ơi mẹ quay chụp tấm hình coi. Rồi, cái gỗ bông con mát lặt hả? Đó, trời đẹp dữ lắm luôn á. Sáng nó quay làm xàm nó xàm ghê tại. Đâu quay nhìn nè. Mẹ nhìn thấy bông điên điển đẹp dữ lắm không? Từ từ phan hả hái không còn đó không có mất đi đâu. Này, cười lên nha, đợi cái nón lá bít chịch cái mặt rồi. Kéo cái khăn lại một chút. Đó. Này, nhìn vô camera nha. Nhìn vô camera này, nhìn vô đây nè. Cười lên nha. À, để chuyển góc độ bên đây một cái nữa. Nó vướng cây bơ rồi. Tết quá. Để con quay ngược cái camera lại. Để qua đây nè, qua đây nè cả nhà. Ở tớt cái cây ấy, ở đó. Tuyệt vời chưa? Từ từ hái để con chụp cho vài tấm hình. Qua đây thì nhìn đây nha. Sao nó đen dữ, nó chết mà ngoài đen dữ, tại sao không cho bôi son chất phấn vô? Này, bôi son chất phấn nghe nó lộn nghe cả nhà, nhiều khi Ngân nói cái câu nói nó nghe chưa rõ, giống như bôi trâu chất phấn. Này, hãy thấy cái bông điên điển đâu? Sao đứng ở góc này nó không có này. Nó bị dướng cây một lum thân cho nên là quay nó không có đẹp. Ở đây tàn là nó thui hả? Rồi đưa cái bông đây nè. Phút cái mặt mẹ rồi. Đưa vô bên tay phải, góc bên tay phải. Đúng rồi, kéo cái bông qua nó luôn. Rồi, ngước mặt quá, thôi kệ đi. Thôi hái tự nhiên đi, quay tự nhiên đi. Khoan chờ con với để con ra camera con quay. Rồi thấy thay đổi ha. Rồi. Mà hướng áo chọc ngang mập. Rồi diễn nha. Rồi còn xuống mà ngoại hái. Em làm diễn viên, em học làm diễn viên cả nhà. Có mấy bông à? Rồi làm quá. Trời ơi đẹp chứ. Đẹp ha. Khoan để quay camera nè. Đây đẹp chưa? Trời ơi cái này đăng vài tấm lên Facebook chơi. Đây. Trời ơi. Thôi đợi nấu lên đi. Thôi tối hả mẹ, tối không? Thôi kệ đi. Đi. Lại có mấy bông diễn chắc tới chiều quá. Tới chiều. Không. Rồi. Rồi Ngân chỉnh đi, chuẩn bị đi quay clip cả nhà ơi, nhưng mà sạm sạm hồi chắc rễ quá. Rồi. Sạc điện thoại. Rồi, hai đây Ngân sạc điện thoại đang đi qua clip tiếp, đã tới chiều Ngân còn quay rất là nhiều clip cho nên là cả nhà nhớ đón xem nha.
Đi đâu Vũ Linh? Dạ chợ vậy. Đây có mấy cọng ngò kìa. Đâu mà à, cái đôi dép của bà ngoại đang thù lùi kìa. Làm như thế kia đang thui thế kia. Chắc đôi dép là cổ dữ lắm rồi nè. Này là đẹp dép chưa. Mang đi. Kể mình quay thiệt mà. Có sao anh quay vậy à? Dép nó tới rồi. Nó tới rồi cả nhà dép cổ á. Rồi giờ lật cái ngó vậy đó. Mày lột cái này ra nè. Lộn này chưa họ rửa thì họ lột cái bao đó ra, lột bao ra cho nấu lộn lộn vậy chứ ăn ngon lắm á cả nhà, đâu có cần đi chợ mua đồ ăn, ủa mua rau đâu. Cái luộc chấm mắm trời vậy. Ơi ngon lắm, người ta ăn cái này ăn sống được mà. Người ta mần dưa cũng được nữa, lấy cái cây cây cái ngó kia kìa, người ta mần dưa cái ngó à, cái ngó dài dài mà cứng cứng á, kết nối cây này với cây kia rồi người ta gọt cái vỏ ra cả nhà. Người ta lấy cái ruột của tao mà ta mần dưa. Ta ngâm sao đó. Chắc ngâm giấm đường hay sao đó. Giòn. Giòn. Rồi thôi để con vô con sạc pin. Để nói tới chiều à. Dở cái nhà nhậu ra thấy cũng buồn ha. Có cái nhà này mát ra đây ngồi chơi. Nấu cơm rồi nướng bánh tráng ăn mấy ngày Tết rồi cũng vui, có bếp củi ở đây nè, mã mục rồi cả nhà. Dở ổn kìa.